Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Tiền Giang. Hôm nay em xin mời quý vị khán giả mình cùng về xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo để cùng nghiên cứu một cái sản phẩm. Đây là đất nền mặt tiền đường nhựa nở hậu. Em đang đứng ở cái phần phía cuối đất ha. Đây mình, cái đường này là ở trước đất là đường nhựa. Em sẽ quay từ phía sau ra phía trước cho anh chị mình xem ha. Cái phần cuối đất của mình đã có cái hàng rào lưới B40 sẵn rồi ha, anh chị mình cũng thấy ha. Ở bên đây là cái phần của mình, và cái phần giáp ranh là ở phía sau người ta trồng thanh long đây ha. Đây là cái phần đất ở phía sau. Đất của mình rất là sạch sẽ, và xung quanh cũng là sạch sẽ luôn, cho nên là anh chị mình yên tâm về cái vấn đề mà tâm linh ha. Rồi cái phần đất của mình hiện tại là đang đất trống. Cái phần này thì nó cao ráo đó, cao bằng lộ hết luôn. Và cái đất của mình nở hậu, ngang mặt tiền là 8m2 và cái hậu là 13m nha anh chị. Chiều dài là 37m. Đó, bây giờ là ở bên bên phía tiếp giáp của mình từ hướng đông và hướng tây thì đã có hai căn nhà. Cái phần đất chính giữa là của mình, và cái ranh rắp rất là rõ ràng, pháp lý sổ hồng có sẵn. Anh chị nào mình quan tâm mà có nhu cầu là mình có thể mình ra công chứng liền được luôn ha. Thì cái phần mà mé đan mà mình đập này nè, đó nó thẳng ra tới mà trước luôn, thì bên tay phải bên đây của mình và bên trái là của căn nhà đó. Mình nhìn toàn cái cảnh là mình cũng thấy hết rồi, đất nền ở đây á mình rất là dễ nhìn. Và anh chị mình từ cái vị trí đất của mình á, mình ra tới trung tâm thị trấn huyện Chợ Gạo thì chỉ khoảng 4 cây số là mình tới rồi. Và cái bán kính 1,2 km là mình có chợ rồi. Ở đây mình anh chị nào mình mua, mình có cái quán để mình kinh doanh buôn bán đồ điện nước, hay là quán ăn sáng, quán cà phê đều là được hết. Đường nhựa của mình á hiện tại thì đang được nâng cấp. Tuyến đường này là đường Nam Sông Hốc Lụ nha anh chị. Cái tên là đường Nam Sông Hốc Lụ ở trong sổ luôn nha. Và cái cách đây khoảng 40m. Ngay cái xe Honda mình chạy phía trước nha. Thì đổ về phía tây đó thì cái đường đó là đang nâng cấp. Còn từ ngay chỗ ngã ba đó mà trở lại đây thì mai mốt người ta làm xong bên kia, người ta sẽ làm tới dưới đây. Rất là gần. Nếu mình từ đây mình đi ra ủy ban nhân dân xã thì mình chạy tới 40m nữa, mình quẹo trái một cái là mình ra tới ủy ban nhân dân xã rồi. Còn cái phần đất của mình á nằm giữa hai căn nhà ha, em cũng nói với anh chị rồi, nằm giữa hai căn nhà. Đây là có hàng rào lưới sẵn rồi. Từ mé nhà bên đây qua tới nhà bên kia, rồi chính giữa là của mình. Và cái giá của cái nền đất này là 1 tỷ nha anh chị, thương lượng nhẹ và thương lượng chính chủ. Anh chị nào mình quan tâm sản phẩm thì vui lòng để lại thông tin cho em sẽ liên hệ lại anh chị trong thời gian sớm nhất. Anh chị mình có nhu cầu em sẽ dẫn anh chị tới mình xem đất trực tiếp và mình gặp chủ để mình thương lượng luôn ha. Anh chị nào mình ở thành phố Mỹ Tho thì mình chịu khó mình chạy về đây khoảng 15 cây số là tới ha, còn cách thành phố Hồ Chí Minh 75 cây số. Rồi đến đây thì em xin kết thúc video, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại anh chị mình vào cái video tiếp theo. Mọi đóng góp ý kiến của anh chị em sẽ trả lời sớm nhất. Và nếu anh chị mình xem video mà cảm thấy hài lòng thì vui lòng cho em xin một like ha, để tạo thêm cái động lực em sẽ làm thêm nhiều cái video cho anh chị mình có thêm nhiều cái sản phẩm để lựa chọn hơn nha. Đến đây thì em xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.